Tân Thần Điêu Đại Hiệp, tập 22. Sư phụ. Rốt cuộc con làm gì vậy? Sư phụ, con không muốn để những kẻ đó đồn nhảm, không muốn để sư phụ phải buồn. Nhưng con làm sai rồi, con biết không? Sai? Con đã làm sai chỗ nào vậy? Là đã giết nhiều người tới vậy, hay là do đã yêu sư phụ của mình? Con, nếu như sư phụ cảm thấy con làm sai thì người cứ việc giết con đi. Nếu như mới đầu không phải sư phụ cứu con sớm đã chết rồi. Lúc đó con mà chết thì con sẽ không hiểu gì hết, càng không hiểu yêu là gì. Có lẽ không phải lỗi của con, là lỗi của di sư. Di sư sẽ mau chóng lập lại trật tự, nhưng mà môn quy đã lập thì phải tuân theo. Theo tôi quay về. Sư muội, ăn chút đồ đi. Là sư phụ kêu huynh đưa tới cho muội. Sư phụ đã rời khỏi đảo Đào Hoa rồi. Gan của huynh cũng to thật, tự nhiên dám làm trái môn quy, đưa đồ cho muội ăn. Ta thật là hận không thể chịu tội thay muội. Ta mà là sư phụ sẽ không quản lễ giáo thế tục, mà kể ánh mắt của người khác. Ta chỉ cần người trong lòng sống hạnh phúc là đủ rồi. Chỉ tiếc là ta không có phần phúc khí của sư phụ. Sư ca, sư tỷ, sư ca, sư tỷ, sư phụ đã rước sư nương về rồi nè. Để nói cái gì? Sư phụ đã rước sư nương về rồi. Tỷ xem, họ tới rồi kìa. Sao mọi người đều ở đây hết vậy? Tham kiến sư phụ. Sư phụ, sư phong đã bị trói 3 ngày 3 đêm, xin người tha cho muội ấy. Nó phạm phải tội lớn, lẽ ra phải trói 10 ngày, nhưng nay trên đảo có hỷ sự, thôi bỏ qua đi. Mười Phong, mau thả nó ra đi. Đa tạ sư phụ. Mà Phong, dạ, đi chuẩn bị hỷ sự, đêm nay ta phải bái đường với sư nương con. Dạ sư phụ. Đi thôi, ta dẫn nàng đi xem xung quanh. Nàng coi phía trước có một vườn hoa, có đẹp không? Sư muội đau lắm có phải không? Để ta thả muội xuống nha. Đừng đụng muội. Quay về đi. Sư muội, sư muội. Không phải huynh thích muội sao? Bây giờ muội giao bản thân mình cho huynh, huynh không muốn sao? Ta muốn, nhưng mà... Vậy thì thuận theo muội. Muội đau quá, mau ôm muội đi. Sư phụ thường hay khen con, nói con vừa ngoan lại vừa hiếu thuận. Còn nói thân thế của con đáng thương, kêu ta phải đối tốt với con. Thật ra con người của sư phụ con chính là không hiểu chuyện của nữ hài tử. Con theo ông ấy đã nhiều năm, rất nhiều chỗ chiếu cố không chu đáo, thật là đáng áy náy mà. Sau này con có chuyện gì,
Cần gì thì cứ việc nói với ta. Sư phụ rất tốt với ta. Người thành thân với bà, người vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Sao vậy hả? Trên mặt ta có thứ gì hay sao? Trên người bà rốt cuộc có loại mị lực thế nào lại hấp dẫn sư phụ tới vậy? Ta cứ tưởng rằng sư phụ cả đời này sẽ không bao giờ thành thân. Thật ra chuyện giữa nam nữ cũng không nhất định là do mị lực mà ra. Ta và sư phụ của con có lẽ là một duyên phận chăng? Lúc rời khỏi đảo Đào Hoa, trong một cơ hội tình cờ, ông ấy đã có được một quyển bí kíp võ công tên là Cửu Âm Chân Kinh. Trong đó có nhiều văn tự có liên quan tới tử vi đẩu số, vừa hay ta cũng có nghiên cứu. Vậy là ông ấy liền chạy tới chỗ của ta thỉnh giáo. Ta thấy ông ấy không tệ, liền hỏi ông ấy có chịu cưới ta không. Ông ấy nói là chịu. Chỉ vì một câu nói đùa mà ra, còn nói có phải là rất có duyên phận không? Cửu Âm Chân Kinh là loại võ công rất lợi hại sao? Ta cũng không biết nữa. Thực ra võ công của đảo Đào Hoa đã có khả năng thông thấu trời đất, cần gì phải bận tâm tới võ công của người khác chứ. Có điều một kẻ nhân sĩ võ học nhìn thấy một chiêu thức mới sẽ luôn muốn nghiên cứu một phen. Nó giống như là nữ tử của chúng ta vậy, nhìn thấy một món ăn ngon thì nhất định phải nấu một lần mới chịu. Ta cũng chỉ là nhìn văn tự giúp chú giải một chút thôi. Cửu Âm Chân Kinh, hóa ra trong mắt sư phụ quan niệm thế tục quan trọng hơn ta. Cửu Âm Chân Kinh quan trọng hơn ta. Ta không là cái gì hết, không là cái gì hết. Không được, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Mùi xác định phải trộm sao? Quynh biết rồi đó. Bây giờ mùi đã không thể tiếp tục ở lại đây nữa rồi. Nếu như tùy tiện rời đảo, sư phụ nhất định sẽ truy sát mùi. Nếu mà như vậy, chỉ bằng mùi cược lấy một lần. Nhưng sư phụ đối với chúng ta, tặc hán tử, Quynh có muốn ở cùng mùi không? Tất nhiên. Vậy thì nghe lời mùi, bỏ lỡ cơ hội lần này, cả đời này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Đêm hôm đó, hai người họ đã trộm Cửu Âm Chân Kinh. Thực ra lúc đó ta đang tỉnh, nhưng không hiểu tại sao ta lại không đuổi theo. Đợi tới ngày thứ hai mọi người phát hiện ra, ta mới bắt đầu phát quả. Đó cũng là lần phát quả lớn nhất trong cuộc đời ta. Ta cắt đứt gân chân của tất cả đệ tử rồi đuổi chúng ra khỏi Đào Hoa. Tất cả mọi người đều cho rằng ta vì chân kinh. Thực ra ta vì nhược hoa. Bây giờ con đã hiểu tại sao ta lại ủng hộ Dương Hóa rồi chứ? Vậy sư phụ có gặp lại Mai Sư Tỷ không? Gặp rồi. Cuộc sống của nó rất khổ. Huyền Phong bị Quách Tĩnh giết chết, mắt của nó cũng bị mù. Vào một ngày nhiều năm sau đó, nó lại xuất hiện trước mặt ta. Có điều đã không còn là nó của trước đây nữa. Hey!
Mai Sư Phụng, ngươi không phải đối thủ của Thiên Cương Bắt Lão Trận. Bọn ta chỉ tìm Hoàng Lão Tà báo thù, mau tránh ra. Bởi vì các ngươi sỉ nhục ân sư ta, dù có chết ta cũng phải liều với các ngươi tới cùng. Đệ tử của Dương Trùng Dương quả thật quá vô dụng, bảy tên vô lại hợp sức đối phó với đồ nhi mù mắt của ta. Âu Dương huynh, ta giáo huấn bọn chúng có tính là ức hiếp tiểu bối không? Dương huynh, bọn chúng không kính trọng huynh trước, ta thấy huynh phải lộ ra chút công phu thực sự, bằng không đám tiểu bối này vẫn còn chưa biết được thủ đoạn của Đào Hoa đạo chủ. Sư phụ. Siêu Phong, con thật sự làm mất mặt mũi của đạo Đào Hoa. Đệ tử biết sai, mong sư phụ ban chết. Tội của con ta tự nhiên sẽ phán, nhưng ta không thể để kẻ khác ức hiếp con như vậy. Hoàng Lão Ta, trả mạng Chu sư thúc lại. Trời ban cơ hội tốt, trở sau lưng lén dưới kênh lão đạo phá giải Thiên Cương Bắt Đầu Trận, rồi giết Hoàng Lão Ta. Sau này qua sơn lượng kiếm sẽ bớt đi hai kình địch. Dì huynh, để ta giúp cho huynh. Sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ. Âu Dương Phong, ai cần huynh giúp chứ? Sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư huynh, sư đệ, sư huynh, sư đệ. Sư đệ, sư đệ, sư phụ, cẩn thận. Sư phụ, sư phụ, chúng ta tìm hắn báo thù. Âu Dương Phong, ngươi dám giết sư đệ ta? Hoàng Lão Ta, ta giúp huynh phá giải trận pháp của Dương Trùng Dương, còn giúp huynh thanh lý môn hộ, ta không chơi với huynh nữa. Rồi, trả mạng sư đệ lại cho ta. Sư phụ, sao con lại ngốc như vậy? Đồ nhi sai rồi, mới đầu không nên rời khỏi đảo Đào Hoa. Xin sư phụ đem đệ tử quay trở về môn hạ. Đệ tử cũng đã đi hết đại giang nam bắc, nhưng làm kiểu gì cũng không thể thoát khỏi trái tim mình. Xin sư phụ đồng ý. Được, sư phụ hứa với con. Vậy thì con yên tâm rồi. Sư phụ. Sư Phong, Sư Phong, anh Nhi, ta biết con cũng là một người có tình. Di sư đem chuyện này nói với con, chính là hy vọng con hiểu được. Nếu như con gặp phải người mà mình yêu, bất luận ra sao cũng đừng để dù mất.
Bởi vì ánh mắt chỉ là nhất thời, nhưng đau lòng là cả một đời. Lời dạy của sư phụ anh Nhi đã hiểu. Chỉ sợ tương dương hữu mộng, thần nữ lại vô tâm. Đó lại là một nỗi đau khác. Sư phụ, sư phụ. Tiểu sư cô, các người đang làm gì vậy? Chơi với cô ngốc đi, đi chơi đi mà. Chơi với cô ngốc đi. Cô ngốc? Hả? Còn có một kẻ đang ngủ. Ê, cô ngốc. À, sao vẫn còn một kẻ đang ngủ vậy? Tỉnh dậy, tỉnh dậy mau, tỉnh dậy đi. Lần nào gặp ta cũng nói cơ mà, dọa chết ta rồi. Dương đại ca, cổ là kẻ ngốc. Có đôi khi kẻ ngốc so với người thông minh còn thông minh hơn nhiều. Cô mau chơi với sư công đi. Tiểu sư cô, ngươi không nghe lời đánh ngươi. Tiểu sư cô, sao ngươi không chơi với ta vậy hả? Thiệt tình à. Cô ngốc. Ma kìa. Có ma. Cô ngốc, chúng ta cùng chơi được không? Không muốn chơi cùng với ngươi, không muốn chơi đâu. Người đánh ra, đánh ra. Không thèm chơi với ngươi, không thèm đâu. Lạc tế cầu bà ngoại. Bà ngoại gọi ta là cưng ngoan. Ăn rồi còn muốn lấy một bao. Lạc. Bắt ta. Ý, ta bắt được cô rồi. Tới lượt ta đặt câu hỏi. Ta đã ăn cơm rồi. Ta không phải hỏi cô này, ta muốn hỏi có phải cô quen cha ta không? Cha ngươi là ai vậy? Chính là cái người mà cô nói nhìn bộ dạng giống y hệt như ta đó. Ý người là Dương huynh đệ sao? Nói ta biết, Dương huynh đệ có phải là bị người ta hại chết không? Đúng vậy. Hôm đó trời rất là tối luôn, có rất nhiều quạ trong ngôi miếu đổ nát đó. Bọn quạ kêu rất là đáng sợ. Cô nói ta biết, Dương huynh đệ rốt cuộc đã chết như thế nào? Chết như thế nào? Chính là như vậy. Cô kêu ta nói, Dương huynh đệ kêu ta hỏng được nói. Sau đó Dương huynh đệ liền đánh cô một chưởng. Sau đó Dương huynh đệ liền cứ như vậy mà chết. Vậy của cô rốt cuộc là ai? Cô chính là cô đó. Ta hỏi cô tên là gì? Cô chính là hai người các ngươi đang chơi gì vậy? Sư công là hắn kêu con cùng chơi với hắn, muốn mắng thì mắng hắn đi, không liên quan tới con. Ta thấy cô ngốc buồn chán quá nên mới chơi cùng cô ấy, nóng thiệt. Cũng không còn sớm nữa, ta đoán cho vô xong và Trần Anh nấu cơm xong rồi. Mau về thôi. Vậy chúng ta quay về đi. Chàng ngốc không hay sư rồi. Sư phụ. Chàng ngốc à? Sư phụ không hay rồi. Chàng ngốc, đại sự không hay rồi. Sư phụ, người coi. Đào hoa đạo chủ, đệ tử đông đúc, lấy năm địch một, giang hồ cười chê. Hóa ra nữ ma đầu Lý Mặt Sầu này vẫn còn chưa đi. Ả chế nhạo hoàng đạo chủ đệ tử đông đúc, ỷ đông hiếp yếu, căn bản không phải võ công bà ta có thể địch nổi hoàng đạo chủ, mà là với thân phận hiện giờ của hoàng đạo chủ không đụng được bà ta. Chàng ngốc, biểu tỷ, muội thấy hay là ba người chúng ta hợp sức đi đối phó nữ ma đầu đó đi. Còn có cô ngốc cũng muốn đi. Vậy chúng ta bỏ đi. Hòa lão ta quả nhiên là nhiều đệ tử,
Giả sử Khúc Trần Mai, lục tứ đại đệ tử của ta ở đây, hả nào dám lên tiếng chứ? Quay về đi. Ai, chuyện hôm nay thật khiến người ta tức chết đi được. Lý Mặt Sầu cười bọn ta lấy 5 địch 1, trước mắt vết thương của ta đã bình phục, với sức của ta chưa chắc đánh không lại bà ta. Chỉ bằng ta lặng lẽ đi luyện công, ngày mai ác chiến một trận với bà ta. Một là rửa nỗi nhục bà ta xúc phạm cô, hai là trút giận thay cho đảo chủ. Quan đảo chủ, Hoàng lão ta xưa giờ tự nhận là kỳ tài võ học, cũng phải sau 30 tuổi luyện thành mới được cảnh giới này. Dù huynh đệ người vừa hay sớm hơn ta 10 năm, lợi hại lắm. Quan đảo chủ, ông quá khen rồi. Phải rồi, sau khi như vậy rồi mọi người còn luyện công. Hôm nay dạng bố nhìn thấy Lý Mặt Sầu gửi thư mỉa mai Hoàng đảo chủ, nhưng với thân phận hiện giờ của Hoàng đảo chủ chắc không thể ra tay được, cho nên thật ra Lý Mặt Sầu nói rất đúng. Tuy rằng Hoàng dược sư ta đệ tử đông đúc, chỉ đáng tiếc năm xưa ta tự quỷ hiện đồ, bằng không hôm nay hà tất chịu cảnh bị chê cười. Tôi đã nghĩ xong rồi, ngày mai tôi sẽ đi tìm bà ta quyết trận tử chiến, trút giận thay ông. Vậy ngươi có biết võ công Lý Mặt Sầu giỏi nhất là gì hay không? Phất trận, xích luyện thần chưởng. Đúng vậy, nội công của ngươi có căn cơ, muốn phá bản lãnh xuất chúng quả cũng không khó. Thật sao? Ê, vậy xin Hoàng đạo chủ chỉ điểm. Được, ta sẽ đem đàn chỉ thần công khắc chế ngũ độc thần chưởng với lại ngọc tiêu kiếm pháp phá giải phất trận truyền thụ cho ngươi. Đi theo ta. Dương huynh đệ thông minh tột đỉnh, trong thời gian ngắn như vậy đã ghi nhớ được yếu điểm của đàn chỉ thần công và ngọc tiêu kiếm pháp. Có thể học được hai loại võ công của Hoàng đảo chủ, tôi không tin sẽ không khiến nữ ma đầu đó thua không còn manh giáp. Dương huynh đệ, hai loại võ công ta dạy ngươi ảo diệu thâm sâu, phải dùng thời gian rất dài để nghiên cứu. Muốn có chút thành tựu cũng phải mất 1 năm, muốn chắc thắng thì phải 3 năm. Muốn ngày mai đánh bại Lý Mặt Sầu thì không thể nào. 3 năm lận? Vậy đợi tới 3 năm sau tôi... Thời gian 3 năm, chớp mắt sẽ qua. Lúc đó người mới 20 mấy tuổi, luyện thành võ công như vậy, người còn chê không đủ sao? Không phải, ý của tôi không phải vậy. Tôi không phải là vì cái này, ông biết ba không? 3 năm sau, ngươi vì ta mà giết ả, ta đã mang ơn lắm rồi. Mới đầu ta tự quỷ hiền đồ, lẽ nào hôm nay không nên chịu chút phục thù hay sao? Dạ, sư phụ. Đứng lên. Ngươi phải nhớ kỹ, lúc ngươi ra tay với Lý Mặt Sầu mới tính là đệ tử của ta. Thời gian còn lại, ngươi là bạn tốt của Hoàng dược sư ta, ngươi hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Hoàng đạo chủ, có thể kết giao được bằng hữu như ông, dương quá quả thực may mắn ba kiếp. Hoàng dược sư ta có thể cùng ngươi kết thành tri kỷ bằng hữu tốt, coi như là phúc khí của ta. Dương huynh đệ, sau khi ta đi, phiền ngươi nói với tiểu đồ đệ ta chăm sóc tốt cho cô ngốc. Hả? Ừ, gặp gỡ chưa bao lâu đã phải đi rồi. Vậy lần sau gặp lại Hoàng đảo chủ không biết là năm nào tháng nào. Chúng ta chân thành với nhau, tương lai nếu ta biết được có kẻ cản trở hôn sự của ngươi, dù ở ngàn dặm cũng sẽ quay về giúp cho ngươi. Chỉ sợ người đầu tiên đứng ra gây sự chính là nữ nhi tốt của ông Quách Bá Mẫu. Nó đã gả được cho Lan Quân như ý, liền không niệm nỗi khổ tương tư của kẻ khác. Nữ nhi bảo bối của ta chỉ biết mỗi tương công nó, xuất giá tòng phu tam tòng tứ đức, quả thực rất ghê gớm. Dù đệ bảo trọng.
Dương đại ca, cô tới rồi. Y phục của huynh cô làm cho tao sao? Huynh coi thử có vừa không. Cũng không tệ. Hai hôm trước lúc giá y phục cho huynh, ta đã đo kích thước rồi, hai hôm nữa sẽ may xong cho huynh. Ồ, đa tạ. Cô ấy đối với ta như vậy, Lục cô nương cũng như vậy, nhưng trái tim ta sớm đã có nơi thuộc về. Nếu không sớm đi sẽ chỉ khiến người người muộn phiền. Đồ ngốc, đồ ngốc à. Biểu tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây sao? Đồ ngốc, huynh hãy mau ra đây xem cái này đi. Hả? Nhanh lên. Nhìn đi, nhanh lên. Mọi người coi, ở đây có vài dấu chưởng máu nè. Ý, tạo hình kỳ lạ như vậy. Nhất định là do Lý Mạc Sầu làm. Mỗi lần trước khi bà ta giết người đều lưu lại dấu chưởng máu để cảnh cáo đó. Bà ta để lại dấu chưởng máu, lẽ nào là muốn giết bốn người chúng ta? Lý Mạc Sầu có đồ khốn kiếp này. Lý Mạc Sầu, ngươi thật là đê tiện. Ngươi biết hoàng đảo chủ vừa đi liền chạy tới tìm bọn ta. Đồ ngốc, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hiện giờ trong số chúng ta, cô ngốc là người có võ công cao nhất. Nếu cô ngốc có thể giúp chúng ta đối phó Lý Mạc Sầu, ta nghĩ chúng ta chưa chắc đã thua. Cô ngốc trước giờ chỉ có 3 chiêu. Lý Mạc Sầu chỉ cần suy nghĩ kỹ sẽ nghĩ được cách phá giải. Giờ chỉ còn cách để cho Dương đại ca và cô ngốc đối đầu trực diện. Ta và biểu muội sẽ tấn công từ hai bên. Đúng vậy, chàng ngốc cộng với cô ngốc, song ngốc hợp bích, chắc chắn là thiên hạ vô địch rồi, có phải như vậy hay không? Chàng ngốc cộng cô ngốc chỉ có thể là ngốc, sao có thể thiên hạ vô địch? Cũng chỉ có 4 chúng ta, 4 người liên thủ, mặc dù không thể thắng cũng đủ tự bảo vệ. Ngày mai chúng ta quyết đấu với ả. Cô ngốc đâu? Phải ha, chạy đâu mất rồi. Sau này ngươi sẽ tên Tiểu Quai Quai. Sau này ngươi phải nghe lời ta đó. Qua đây đi. Qua này đẹp quá đi mà. Nào. Lại đây. Qua đẹp quá đi. Chà, thơm quá, ngươi có muốn hay không? Ta muốn, ta muốn, ta muốn, ta muốn. Cho ta, cho ta, cho ta đi. Cho ta. Lại đây. Cô là ai vậy? Cô xem ta là ai? Ta là Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử? Ta đưa cô đi xem nhiều hoa đẹp hơn nữa. Được thôi, được thôi. Qua đây đi. Qua đây ta sẽ cho cô. Nào, tới đi. Sư phụ, người không sao chứ? Không sao, cô ta đã trúng độc rồi. Đi. Đừng đi, đừng đi. Qua. Qua. Cô ngốc, cô ngốc. Cô ngốc đã trúng xích luyện thần chưởng của Lý Mạc Sầu. Nữ nhân sao bỗng dưng đánh ta? Cô ngốc trốn lại. Lý Mạc Sầu khốn kiếp này, tới cô ngốc mà cũng đánh lén. Ê, chàng ngốc, không phải Quỳnh thuộc lòng ngũ độc bí truyền sao? Quỳnh mau đi tìm cách gì đó cứu cô ngốc đi. Cách thì có đó, nhưng mà hiện giờ cô ngốc bị thương quả thực quá nặng. Dù ta có cho cô ấy uống thuốc giải và vận công giải độc thì ít nhất cũng phải 1 tháng mới bình phục được. Hả? Vốn dĩ chúng ta định 4 người đối phó Lý Mạc Sầu, bây giờ cô ngốc bị trọng thương, chỉ còn lại 3 người, không phải là đối thủ của ả. Lý Mạc Sầu nhìn trúng điểm này cho nên mới đánh bị thương cô ngốc, rồi sau đó mới tới giết 3 người chúng ta. Con người Lý Mạc Sầu thực sự là bỉ ổi hạ lưu vô sĩ mà. Chàng ngốc, huynh và biểu tỷ mau chóng đưa cô ngốc đi đi. 4 người chúng ta đã tổn thất đi cô ngốc, người có võ công cao nhất hiện nay, dù có đưa cô ngốc chạy trốn thì sớm muộn cũng sẽ bị Lý Mạc Sầu đuổi kịp. Chúng ta đã nói sống chết có nhau rồi, sao hạ tất phải chạy chứ? Phải rồi, bọn ta sẽ không bỏ muội lại một mình. Trời ơi, chàng ngốc à. Trời ơi, thật là bị hai người làm cho tức chết mà. Rốt cuộc ta nói sao thì hai người mới chịu nghe đây? Võ công của Lý Mạc Sầu cao cường như vậy, hai người không đi chúng ta sớm muộn cũng chết dưới phất trần của bà ta đó. Được rồi, bình tĩnh đi. Trời ơi. Cái kéo, các ả gì ả, các ả, các ả, các
tất cả. Có rồi. Phất trần của Lý Mặc Sầu là một vật mềm mại, bất kỳ bảo đao lợi kiếm nào cũng đều không làm gì được nó. Nhưng nếu chúng ta có một cây kéo để cắt nó thì... Đúng vậy. Có một người thợ rèn già sống trong một xưởng rèn cách đây 7-8 dặm về phía bắc. Phải rồi, chúng ta kêu thợ rèn già đó rèn cho một cây kéo lớn đi. Nếu muốn chế tạo một vũ khí sắc bén như vậy, quả thực là phải mất một thời gian, nhưng vẫn nhanh gấp trăm lần so với luyện ngọc tiêu kiếm pháp. Giờ không còn cách nào khác, chỉ đành dùng cách này thôi. Ghép mua đi. Tớ muốn ăn cây đó. Được, tối nay sẽ làm cho cô ăn nha. Mấy vị khách quan muốn rèn gì vậy? Sư phụ, chúng tôi muốn rèn. Ngươi, qua đây. Đây, đây, lại lên. Đây, đi lại ngoài chút đi. Qua lên, đi đây. Từ từ, làm gì dữ vậy? Lại lên. Vì nào là thợ rèn khung? À, là tôi đây. Trưởng quan có lệnh, thợ rèn toàn trấn trong vòng 3 ngày phải tới phục vụ trong quân của huyện thành. Ngày mai ngươi tới huyện thành ngay. À, đại nhân, đấy, lão phu tuổi tác đã cao rồi, cái chân này lại bị tàn phế nữa. À, vẫn mong đại nhân khai ân dùm cho. Ngày mai không tới sẽ rơi đầu, tự lo lấy thân đi. Trời, nhanh lên, đi nhanh. Phùng sư phụ, ông đã từng tuổi này, đi lại cũng bất tiện, còn bị điều tới quân Mông Cổ không phải uổng mạng sao? Chỗ ta có 10 lượng bạc, ông cầm lấy đi tìm con đường sống đi. Đa tạ cô nương, ngân lượng thì không cần đâu. Ta đã từng tuổi này, sống chết không còn quan trọng. Nhưng mà, ngàn vạn sinh linh giang nam, sắp gặp phải đại nạn rồi. Phùng sư phụ, ông nói như vậy nghĩa là sao? Nguyên soái Mông Cổ chiêu mộ tất cả thợ rèn, chắc chắn là để rèn binh khí. Nhưng trong quân Mông Cổ trước giờ không có thiếu vũ khí, chế tạo thêm vũ khí chắc chắn là muốn công đánh Giang Sơn Đại Tống. À đúng rồi, hôm nay các ngươi tới tìm ta là muốn rèn binh khí gì đây? Sư phụ, chúng tôi muốn rèn một cây kéo lớn dài 3 thước. Cây kéo lớn dài 3 thước sao? Đúng vậy, không biết là trước khi trời tối ông có thể làm ra cho chúng tôi không? Ta sẽ tận sức. Chàng ngốc, huynh nói trước khi trời tối Phùng sư phụ này có thể rèn xong cây kéo được hay không vậy? Không biết nữa. Gặp cảnh loạn thế, mạng người hèn mọn, khắp nơi đều là nỗi sầu nghèo khổ. Tuy rằng chúng ta có nạn, nhưng thiên hạ như nhau, việc gì mà ta phải tức giận chứ? Cho nên ta nghĩ hiện giờ chỉ có thể hy vọng Lý Mặc Sầu tới muộn chút, bằng không ta nghĩ cây kéo này căn bản không thể nào rèn ra. Rèn kéo lớn để cắt phất trần của ta sao? Ta sẽ ngồi ở đây đợi các ngươi rèn kéo xong mới ra tay cũng không muộn. Cô ngốc trúng xích luyện thần chưởng của ta vậy mà vẫn có thể đứng ở đây công phu, quả thật ghê gớm. Cũng may ta ra tay sớm, bằng không cũng là một địch thủ đáng gờm. Quan lão ta đâu? Hắn cũng trốn ở đây sao? Quan đảo chủ sớm đã đi rồi, bà đừng ở đó giả ngây giả ngốc nữa. Chàng ngốc à, sao huynh có thể nói sư phụ ta như vậy? Nếu người mà biết hoàng đảo chủ ở đây, người còn dám tới sao? Đào Hoa đảo chủ, đệ tử đông đúc, lấy năm địch một, giang hồ cười chê. Hoàng lão ta lừa đời lấy tiếng, ỷ mình có nhiều đệ tử ngông cuồng tự cao tự đại. Có điều đáng tiếc, nhiều đệ tử như vậy không có lấy một kẻ có ích. Ta dám làm dám nhận, hôm nay lập văn tự này chính là muốn nói với hoàng lão tà, mấy người các ngươi là do ta giết. Tên thợ rèn, cây kéo lớn của ngươi đến giờ vẫn rèn chưa xong, ta không còn kiên nhẫn đợi thêm nữa đâu. Thợ rèn, ngươi chê mình sống dai, không biết ta là ai sao? Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Người ở nơi đây đều gọi ta là thợ rèn Phùng. Thợ rèn Phùng? Vậy sao lúc nãy ngươi lại đốt tờ giấy đó của ta? Tờ giấy của ngươi viết không đúng, ta khuyên ngươi
đừng có đóng đinh vào gỗ của ta. Không đúng à? Vậy ngươi nói thử coi có gì không đúng. Đào Hoa đảo chủ có khả năng chia trời đạp đất, chỉ cần học chút võ công của người liền có thể tung hoành thiên hạ. Đại đệ tử của người Khúc Linh Phong hành động như gió, võ công biến hóa khôn lường, giỏi về thiết bát quái thần công. Nhị đệ tử của người Trần Quyền Phong cấp ngươi là tường đồng vết sắt, đau thương bất nhập, ngươi từng nghe qua chưa? Lời đồn trên giang hồ Khúc Linh Phong hành động như gió lại bị một tên ngự tiền thị vệ giết chết. Minh đồng gia sắc Trần Huyền Phong nghe nói lại bị một đứa nhỏ một đao đâm chết, còn nói gì là đau thương bất nhập, thật là khoác lác. Tam đệ tử của Đào Hoa đảo chủ Mai Siêu Phong tuy là thân nữ nhi nhưng chỉ công lợi hại, tiên pháp cao cường. Phải rồi, chỉ công của nữ nhân này quả thật quá lợi hại, cho nên đã bị giang nam thất quái đánh mù hai mắt trước, rồi bị Âu Dương Phong chưởng nát tim phổi. Có chuyện này sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Được, tứ đồ đệ của Đào Hoa đảo chủ Lục Thừa Phong giỏi về khinh công, phách không chưởng cái thế vô song, bị người chặt đứt hai chân đi lại không được, đó chính là kẻ có khinh công cao cường Lục Thừa Phong. Khinh công không có chân, chỉ đành cưỡi gió. Lục Thừa Phong võ công cao thâm không nói, lại còn biết kỹ thuật kỳ môn động giáp. Nếu ngươi gặp phải huynh ấy, chắc chắn cũng không đạt được thứ gì tốt lành. Kỳ môn động giáp thì có tác dụng gì? Hắn cho xây một tòa quy dân trang ở bên Thái Hồ, nhân sĩ giang hồ đều nói vô cùng thần bí, kết quả lại bị một trận lửa thiêu rụi hết. Kể từ đó hắn không rõ tung tích, ta nghĩ chắc là bị ngọn lửa thiêu chết luôn rồi. Ái nữ duy nhất của Đào Hoa đảo chủ thân là ban chủ cái bàn, hoàng ban chủ mưu kế vô song, uy chấn thiên hạ. Nếu nó mà đối phó người, chắc chắn một hơi đánh người tâm thần bất định. Hoàng Dung nhỏ bé, tự mình không có võ công gì, chỉ dựa vào tướng công của mình quách tỉnh phô trương thanh thế, nó có thể làm ban chủ cái bang cũng đều nhờ vào sư phụ của nó bắt cái Hồng Thất Công. Đạo cô ngươi ăn nói sằng bậy, đồ đệ của Đào Hoa đảo chủ ai cũng tinh thông võ công, ai cũng mạnh hơn ngươi gấp 10 lần. Ta biết là ngươi coi thường ta là một kẻ quê mùa, cảm thấy ta không hiểu thế sự, có phải không? Có phải thật không? Ngươi hỏi bọn họ là biết liền. Sư môn tôi bất hạnh, nhân tài tàn lụi, dòng bối nhập môn chưa lâu, công phu thấp kém, không thể tranh luận thay cho gia sư, thật đáng hổ thẹn. Không biết có phải lão nhân gia có giao tình với gia sư không? Ý của cô là Đào Hoa đảo chủ cuối đời lại thu nhận một đệ tử mới? Sư phụ tuổi già cô đơn, lệnh dẫn bối hầu hạ bên mình, kẻ tuổi nhỏ học muộn như dẫn bối thật không dám nhận là đệ tử của đảo Đào Hoa, mà cũng chỉ là một tiểu nha đầu bưng trà rót nước bên cạnh hoàng lão tiên sinh thôi. Huống hồ cho tới bây giờ dẫn bối vẫn chưa bước lên được đảo Đào Hoa. Thủ pháp này rất giống trưởng pháp Đào Hoa Lạc Anh của bổn môn. Lẽ nào huynh ấy cũng là đệ tử của đảo Đào Hoa? Lúc rảnh rỗi sư phụ thường trò chuyện với giảng bối, nói năm xưa người trục xuất đệ tử khỏi đảo, Trần Mai hai người tự tạo nghiệp thì không nói, Khúc Lục Võ Phùng là bị liên lụy quan, nhất là người mang họ Phùng, Phùng Mặc Phong sư ca, huynh ấy nhỏ tuổi nhất, luôn biết tôn sư nghe lời, thân thế lại rất đáng thương. Sư phụ vẫn luôn mong nhớ, thường hay canh cánh trong lòng, tự khóc một mình, luôn lấy làm tiếc, nói rằng rất có lỗi với huynh ấy, tiếc là không có cơ hội bù đắp. Ta tưởng ngươi là ai? Hóa ra ngươi chính là Phùng Mặc Phong. Phùng Mặc Phong, chúc mừng huynh muội ngươi gặp gỡ nhau. Huynh chính là Phùng Mặc Phong sư huynh. Sư phụ lão nhân gia người có khỏe không vậy? Lão nhân gia người vẫn khỏe. Ơn sư sâu nặng, Mặc Phong thịt nát xương tan cũng khó lòng báo đáp đại ơn đại đức của sư phụ. Sư phụ đã nói như vậy, rõ ràng là không còn trách ta nữa. Bù đắp thì không cần đâu, nghe được những lời này, dù có chết ta cũng được yên lòng rồi.
ngươi bị trục xuất khỏi sư môn rồi còn lưu luyến cái gì nữa chứ? Phùng Mặc Phong, ngươi nghe đây, hôm nay ta nhất định phải giết chết bọn chúng. Ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi, tuyệt đối đừng lo chuyện bao động.